Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Muội Audio. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé. Hôm nay muội sẽ review tiếp phần 34 của bộ truyện Phế vật 3 năm lột xác trên con đường trở thành cường giả. Ở tập trước, Dương Khai đã bị ả nữ nhân tên là Bích Lạc bắt đến hầu hạ nàng ta, sau đó còn bị nuôi nhốt ở khu năng lượng. Hãy cùng muội đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện nhé. Hàng La Tinh vực tuy diện tích cực lớn, bao chưa vô số sao trời, nhưng cũng chỉ là một bộ phận trong vũ trụ rộng lớn mà thôi mà ở trong hàng la tinh vực có những thế lực lớn nắm giữ mệnh vận toàn bộ tinh vực những đại thế lực đỉnh cao này có có những thế lực to nhỏ khác không đếm xuể phán đoán một thế lực có đủ mạnh hay không vậy thì nhìn thế lực đó có đủ vốn sử dụng chiến hạm không thế lực có bí bảo mô hình siêu lớn như chiến hạm đều được coi là một phương hào cường vì chi phí chế tạo chiến hạm không tầm thường duy trì cũng rất hao tốn chân nguyên hóa ra là vậy ví dụ như chiến hạm chúng ta đang ở tên là chiến hạm ôn nhu hương nhiều thánh tinh như vậy bay trong phòng động cơ là nhìn ra được. Một bí bảo mô hình siêu lớn như vậy khi vẫn chuyển là khá hao tốn năng lượng, thế lực nhỏ bình thường căn bản không có năng lực này, đúng vậy. Những thế lực lớn này quản lý rất nhiều tu luyện chi tinh, ít thì 2 đến 3 cái, nhiều thì 7 đến 8 cái không giống nhau. Tu luyện chi tinh là cái gì? Là nhưng sao trời thích hợp ở và tu luyện. Vòm trời rộng lớn sao trời vô số, nhưng trong đó đa số sao trời vì những lý do khác nhau. Không thích hợp cho sinh linh ở và tu luyện, thích hợp cho sinh linh ở và tu luyện chính là tu luyện chi tình. Như vậy à, như những ngôi sao không thích hợp để ở đó không phải không có giá trị gì cả, có những ngôi sao có khoáng thạch rất quý hiếm, có những ngôi sao có linh thảo linh dược phong phú, những nơi đó được gọi là khoáng tinh hoặc dược tinh. Trong tay các thế lực lớn có không ít khoáng tinh và dược tinh, những tài nguyên mà chúng sản sinh ra có thể khiến bọn họ phát triển bản thân cực tốt. Đương nhiên cũng có những tử tinh, toàn bộ ngôi sao tử khí nồng nặc, không có khoáng sản, không có dược tài thậm chí đến thiên địa năng lượng cũng không tồn tại trên mỗi một tu luyện c y. tinh đều có một tinh chủ tinh chủ mới là chúa tể tối cao của tu luyện chi tinh đó nếu ngày nào đó hai chúng ta có thể đạt đến cao độ đó thì không tiếc gì đời này nữa tinh chủ có tu vi thế nào không đo lường được như một chiến hạm thánh vương cấp thượng phẩm này bất kỳ một tinh chủ nào đều có thể chỉ một ngón tay là hủy hoại được thần đầu nhìn xa xăm ngươi nhìn bên ngoài xem ngươi cảm thấy những ngôi sao đó thế nào hả thiên địa năng lượng hàm chứa vượt qua tưởng tượng không sai nhìn ra cả hàng la tinh vực bất luận là những ngôi sao nóng như lửa đốt hay là những ngôi sao băng hàn thấu xương đều vô cùng thích hợp võ giả một loại sức mạnh thuộc tính nào đó tu luyện ở đây bất kỳ ai cũng có thể đạt được lợi ích rất lớn khó tưởng tượng được trong đó nhưng ta nghe nói ở đây rất nguy hiểm là cấm địa của toàn bộ tinh vực ở đây có vực trường mà các ngôi sao kia tản phát ra hỗn loạn vô cùng chính vì năng lượng chúng hàm chứa quá lớn cho nên mới sản sinh ra những vực trường hỗn loạn đó khiến người ta mất đi phương hướng vì hỗn loạn thâm uyên luôn là tinh không cấm địa không ai khai phá càng không nói lên trên những sao trời đó tu luyện vậy con chiến hạm này thì sao ngươi không cần lo lắng tinh đồ trong bất kỳ chiến hạm nào đều là cao cấp nhất trong tinh hạm còn có những đồ sư tinh thông chế tạo tinh đồ đây cũng chính là lý do chúng dám xông vào đây xuyên thoa thì khác bị vực trường hỗn loạn đó ảnh hưởng đến tinh đồ ở trong tinh thoa rất dễ bị hủy hoại cho nên không ai dám đơn độc điều khiển tinh thoa đến đây nếu chỉ đơn giản như vậy nơi này không thể bị gọi là cấm địa của tinh vực chứ có phải còn có nguy hiểm gì khác nữa không đúng là có có điều rốt cuộc là nguy hiểm thế nào không ai nói rõ được vì những người vào đây đều không thể sống sót trở về nói như vậy thứ hai tỷ muội đó có là thứ tử tinh rất muốn có được nếu không bọn chúng cũng sẽ không mạo hiểm như vậy vào đây có điều rốt cuộc là thứ gì mà khiến tử tinh không tiếc dùng một con chiến hạm thánh vương cấp thượng phẩm và hỗn loạn thâm uyên vậy hai người trầm ngâm suy tư đúng lúc này Bích Nhã đại nhân, bọn họ quay về rồi. Dương Khai nghe theo tiếng nói cũng nhìn ra bên ngoài, hai luồng sáng đang đáp xuống chiến hạm. Những ngày tháng tươi đẹp của ngươi hết rồi, người đó về rồi, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Nói trước, chuyện này ta bất lực không giúp được gì đâu, vậy thì không chắc. Sao lại vậy? Khi bọn họ rời đi có ba người, hiện giờ chỉ có hai người về, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Một tên thộc hạ nhanh chóng mở cửa vào báo cáo, chỉ có Bích Nhã Đại Nhân và Liễu Sơn Đại Nhân, không có Lưu Sa Đại Nhân, hơn nữa hình như bích nhã đại nhân và liễu sơn đại nhân đều bị thương tình hình thế nào không rõ ạ à. thuộc hạ đang dò hỏi ha à, ngươi đoán đúng rồi kìa hình như chúng bị thương khi đang chiến đấu với kẻ khác chuyện không đơn giản như vậy ta thấy hai tỷ muội đó một người là nhập thánh lưỡng tầng cảnh một người là nhập thánh tam tầng cảnh cho dù thế nào cũng không phải là đối thủ của đám người liễu sơn được nhưng hiện giờ bọn chúng lại một chết hai bị thương bỏ chạy trở về còn có những kẻ khác ở trong vực sâu hỗn loạn hơn nữa chắc chắn là cao thủ thánh vương cảnh người của kiếm minh ha ha thế thì có trò hay để xem rồi không ngờ người của kiếm minh cũng tới đây chắc chắn hai bên sẽ đánh nhau như thế thì chúng ta sẽ có cơ hội dương khai cũng tươi cười còn chưa biết có phải vận may không mà ở một bên tên thuộc hạ khác lại chạy vào báo cáo vâng là người của kiếm minh chiến hạm của kiếm minh cũng tới nơi này sắc mặt kha mông tối sầm cái gì bọn chúng to gan thật thần đồ nghi hoặc gãi đầu kiếm minh không có đuổi theo sao nếu ta là kiếm minh sau khi tìm được hai tỷ muội đó sẽ lập tức rời khỏi vực sâu hỗn loạn này chứ không phải đuổi tới đây khai chiến với chiến hạm của tử tinh ngươi nói có lý thứ trong tay hai tỷ muội đó nhất định không tầm thường những người như chúng ta bị giam ở động lực thất chủ yếu cũng là vì cung cấp năng lực cho chiến hạm hành động phải không đúng vậy sao thế tự dưng ta có cảm giác không được tốt cho lắm thần đồ nghi hoặc không hiểu ý tứ của dương khai nói đến là gì nhưng đáp án rất nhanh đã có. Tên Kha mông như nhận được lệnh gì đó, tăng tốc, truy kích chiến hạm của kiếm minh, không thể để cho bọn chúng chạy thoát. Hai người mặt tái mét nhìn nhau, cảm giác hiện tại của ta cũng không tốt luôn rồi. Chiến hạm tăng tốc lao đi, thần đồ tức giận nhìn Dương Khai, mù ngươi đúng là suối quẩy. Bên trong, sau khi chiến hạm tăng tốc, những sợi xích sắt đang trói buộc mọi người cũng sáng lên mạnh mẽ. Quả nhiên, tốc độ của lực hút thánh nguyên gia tăng rồi, ư, ừ, ưm. Đám người trong lồng liên tục gào lên, aaaa à, 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 hươm cụ khụ mặc dù anh khai vẫn nghiến răng để cho xích sắt hút thánh nguyên trong cơ thể nhưng năng lượng trong cơ thể dương khai không hề có dấu hiệu giảm bớt một tên thuộc hạ thấy tình hình không tốt liền chạy đến bẩm báo đại nhân đã chết năm người rồi một đám rác rưởi phát cho bọn chúng một ít thánh tinh đi vâng lại được ném ra cho một loạt thánh tinh thần đồ và dương khai cũng cầm thánh tinh hấp thu bổ sung thánh nguyên tên kha mong đột nhiên ra lệnh cho các ngươi nếm thử mùi vị lợi hại của chiến hạm tử tinh ta thần đồ ôm đầu nghiến răng tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi ngay sau đó sợi xích sáng lên lực hút lại tăng mạnh mẽ dường như muốn rút đi toàn bộ thánh nguyên trong cơ thể ở bên ngoài lúc này chiến hạm cũng vừa mới phát động công kích bắn một luồng năng lượng vào chiến hạm đối địch bên trong phòng năng lượng thần đồ đã thổ huyết còn dương khai thì đang cắn chặn răng hai người như là lò năng lượng hạt nhân bên ngoài tinh không chiến hạm của tử tinh sau khi phát động công kích về chiến hạm của kiếm minh Chiến hạm Kiếm Minh tỏa ra một luồng năng lượng bảo vệ xung quanh ngăn cản lại toàn bộ công kích. Ở bên trong, Dương Khai vừa ném qua cho thần đồ một viên thánh tinh để hắn hấp thụ bổ sung thêm thì cả chiến hạm đột nhiên rung lên. Kha Mông tức giận hét lớn, "Mợ nó, còn dám phản kích sao?" Lúc này bên ngoài chiến hạm Kiếm Minh cũng bắn một luồng sáng xanh tấn công vào chiến hạm Tử Tinh. Chỉ khổ đám người năng lượng như Dương Khai, thần đồ liên tục thổ huyết. Kha Mông hét lớn ra lệnh, "Đánh cho ta, ta muốn bọn chúng tan xương nát thịt!" người của tử tinh và kiếm minh từ bên trong chiến hạm lao ra ngoài tinh không chiến đấu trực diện ách -a, a a a các anh em xử chết bọn chúng đi giết xông lên hai bên đánh nhau tử thương vô số dương khai ở bên trong nhìn một màn này cũng không biết nói gì dương khai dương khai có thể cho ta thêm ít thánh tinh không ta sắp không chống nổi nữa rồi anh khai hào phóng vứt cho thần đầu một mớ thánh tinh thần đầu vui vẻ cảm ơn nhé mợ nó mau đi tri viện đội ba đừng để bọn chúng coi thường chúng ta âm thanh chỉ huy của kha mông không ngừng vang lên thần đồ sau một lúc hấp thụ thánh tinh cuối cùng cũng yên ổn trở lại rồi mẹ nó ban nãy nếu chúng bắn tinh pháo thêm một lần nữa ta có lẽ đã chết chắc rồi thật là nguy hiểm mà đại ân không lời nào cảm tạ hết chuyện lần này ta sẽ nhớ kỹ tu vi thật sự của thần đồ ngươi ở trình độ nào vậy bị ngươi nhìn ra rồi sao nếu ta còn nhìn không ra vậy thì ta là kẻ mù rồi nhập thánh tam tầng cảnh nhưng ngươi hỏi cái này làm gì chẳng làm gì cả, chỉ là nếu ngươi có công lực này, thì có lẽ chúng ta có thể làm chút chuyện, hiện tại trong chiến hạm hình như không còn mấy người. Cao thủ cũng đều ra ngoài nghiên chiến rồi, ngay cả động lực thất này, phòng thủ cũng không được mạnh như trước. Ở đây vốn dĩ có một vị cường nhân thánh vương cảnh chấn thủ ở một nơi bí mật nào đó, nhưng vừa rồi, sau khi đại chiến bùng nổ thì khí tức của hắn đã biến mất. Ngoại trừ Kha Mông là nhập thánh tam tầng cảnh ở lại nơi này ra, còn lại đều là nhập thánh cảnh nhất tầng lưỡng tầng cảnh. Ngươi muốn làm gì? đừng làm bậy trong sợi xích này có trộn lẫn hỗn nguyên thạch đấy bị nó trói rồi chúng ta căn bản không vận sức được dương khai bình thản như không vậy thì để người tháo nó ra sau một hồi bàn bạc dương khai đột nhiên ngã lăn ra đất bất tỉnh quên đi dù sao mạng này của ta cũng là do ngươi cứu liền cùng ngươi điên một phen vậy thần đô khí dồn đan điền hét lớn ấy người này sắp chết có ai không kha mong nghe tiếng kêu liền quay đầu lại hai người các ngươi cư nhiên vẫn chưa chết à sinh mệnh lực của ta trước giờ mạnh mẽ có điều hắn sắp chết rồi tên gia hỏa này không phải người bích nhã muốn sao nếu ngươi để hắn chết như vậy có phải không ổn làm sao nghe thế kha mông liền nghĩ tới con mẹ bích nhã đúng là phiền phức trực tiếp chết đi còn giữ lại một hơi cuối làm cái gì chứ kha mông từ từ bước tới dùng khóa mở xích sắt ở tay dương khai ra ngay lúc đó một trưởng của dương khai đã chuẩn bị sẵn đánh thẳng vào người kha mông anh khai ném chiếc chìa khóa cho thần đồ tử mở đi ê nay người lại dám, a a a. Nhìn sắc Kha Mông nằm yên ở đó, nhập thánh cảnh tầng một sao miểu sát được Kha Mông nhỉ, sao có thể làm được chứ? Ngươi còn muốn ngơ ra đó đến bao giờ hả? Ách à, à! Nghe Dương Khai gọi, thần đồ mới hồi thần lại. Mở sợi xích trói buộc ra, năng lượng từ trong cơ thể thần đỗ cũng tản ra xung quanh. Huynh đệ, ngươi làm không tồi đâu, cuối cùng cũng tự do rồi. Ha ha ha! Bây giờ đi thế nào? Ngươi quen chỗ này hơn, ngươi dẫn đường đi. Không vội, trước khi đi, Chúng ta tặng Tử Tinh một phần đại lễ đi, thân đồ ánh mắt đầy mưu mô. Hắn thả người bay tới đám lam thạch trên những chiếc lồng, năng lượng hiện tại vẫn đủ dùng một lần, ha ha, nhanh lên đi. Cả người thần đồ bùng lên khí thế, ha ha, hôm nay để các ngươi biết, thần đồ đại gia không dễ bắt nạt đâu. Ngay sau đó, cướp thuyền điều khiến chiến hạm thay đổi, hướng tàu về chỗ người của Tử Tinh đang giao đấu bên ngoài, chuyện gì vậy? Khai pháo. Năng lượng bắn ra tất cả những người của tử tinh trên đường đi của mũi pháo đều tan biến thành hư vô. Hết giận rồi chứ, hết rồi thì đi mau đi. Ngươi làm như vậy, chỗ này lập tức sẽ có cao thủ tới kiểm tra, ngươi nói đúng. Thần đồ dẫn Dương Khai rời đi, bên ngoài liên tục vang lên những thanh âm. Mau đi tới phòng động lực xem thử, mẹ kiếp kha mông này, sao cả người mình cũng đánh vậy, chúng ta đi đâu đây, chỗ này không phải hướng rời khỏi chiến hạm đấy chứ. Rời khỏi, ngươi có tinh đồ chuẩn sao, không có, Ngươi không có tinh đồ thì sao đi được chứ, ngươi có tinh thoa nhỉ? Có, có điều nghe người ta nói tinh thoa của ta hỏng rồi, không thể mở tinh đồ, không sao cả, chúng ta đi bắt kẻ này để hắn dẫn chúng ta rời khỏi là được. Bắt ai, nếu tùy tiện bắt một kẻ cũng được, ngoài năm mươi trượng phía trái có một võ giả nhập thánh cảnh tầng 2, không thì bắt hắn lại. Hắn không được đâu, ngươi cũng biết nếu lạc trong vực sâu hỗn loạn sẽ có kết cục gì, mục tiêu của ta không chỉ dừng lại ở việc thoát khỏi chiến hạm này có phải ngươi muốn đi bắt đồ sư của chiến hạm này không dương khai giật mình tên thần đồ này cũng làm lớn quá rồi nói chuyện với người thông minh đúng là không lãng phí thời gian ta muốn đi bắt tên gia hỏa đó ngươi biết hắn ở chỗ nào à biết vị trí đại khái còn việc có thể bắt được không thì phải xem vận khí rồi ở bên trong một căn phòng kha mông kha mông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì một lão già cầm truyền tín hiệu trong tay thấy một màn kia liền liên lạc cho kha mông nhưng không được Lão già mở cửa ra thấy Dương Khai và Thần Đồ đang đứng bên ngoài, hai người các ngươi qua đây. Dương Khai và Thần Đồ cũng đồng thời nhìn lão, Thần Đồ đầy thâm ý nói, chính là lão già đó. Tình hình bên động lực thất thế nào rồi, vì sao Kha Mông không đưa tin lại cho lão phù hả? Kha Mông chết rồi, đương nhiên không thể đưa tin cho ngươi được, cái cái gì? Không ổn, lẽ nào, Thần Đồ ra tay liền cố định trói trụ lão già lại, sau đó Dương Khai tiến đến ôm lão theo. Bọn ta là ai thì ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần đưa bọn ta rời khỏi vực sâu hỗn loạn này là được rồi, lúc đó ta ắt sẽ thả ngươi. Được, ta đưa các ngươi rời khỏi đây, nhưng các ngươi phải tới động lực thất của chiến hạm trước, bằng không thì chỉ có con đường chết. Ngươi nghĩ chúng ta là đồ ngốc à, bọn ta không dễ dàng gì mới trốn thoát khỏi động lực thất, hiện tại bên đó tụ tập rất nhiều người của Tử Tinh, giờ mà qua đó không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Bây giờ chúng ta nên làm gì? Nhìn lão già này có vẻ cũng không giống như đang nói dối thần đồ quay lại nhìn Dương Khai hỏi ý kiến. Đồ sư ở tử tinh có địa vị như thế nào? Địa vị cực cao. Ô tác đại sư trong toàn bộ thế lực của tử tinh, bản lĩnh vẽ bản đồ tinh vực cũng có thể đứng đệ tam, là đối tượng mà các thế lực lớn luôn dốc sức mời chào. Vậy thì đến động lực thất thôi. Thần đồ nghe vậy liền giật mình, sau đó như cũng hiểu ra ý đồ của anh Khai. Đều nghe theo ngươi, nếu lão ta nói là thật, ra ngoài cũng chỉ có đường chết. Dứt lời hai người cùng dắt theo lão già đi về lại chỗ động lực thất, ở đây hiện tại đã có rất nhiều người một tên ăn mặc sang trọng cùng hai tên thuộc hạ đi tới thấy những sợi xích đã bị tháo ra thì tức giận phế vật đúng lúc này các ngươi là ai mau thả ô tác đại sư ra nếu khôn các ngươi cứ chờ chết đi nghe thanh âm đằng sau tên nam tử này liền nhìn lại tránh ra tránh ra đừng có mơ tưởng làm được gì các ngươi mà động thủ thì ô tác đại sư của các ngươi cũng xong đời đấy là do bọn chúng làm các ngươi còn dám quay lại sao thật sự coi tử tinh của ta không có ai à bọn ta cũng có muốn quay lại đâu ngươi có bất kỳ dị động nào thì ta sẽ cho lão chết ngay quy trần ân oán của các ngươi hãy để đó trước đã hiện giờ việc chúng ta cần làm nhất chính là mau chóng rời khỏi đây tên cầm đầu tức giận cam phẫn nhưng vẫn để cho hai người dương khai đi qua dẫn theo lão già ô tác đi đến chỗ bảng điều khiển lão dùng tay vuốt vuốt gì đó ngay sau đó trên màn hình nổi lên một khu vực tinh không đây là con đường ngắn nhất để rời khỏi chỗ này phải nhanh lên trong chừng thật kỹ hai tên sâu bọ này cho ta, tất cả trở lại làm việc, lập tức khai hạm. Hai người Dương Khai nhìn đám người bao vây xung quanh thì truyền âm cho nhau, ba tên thánh vương cảnh, có kế hoạch gì hay không, đi một bước lại tính một bước vậy, chờ rời khỏi vực sâu hỗn loạn rồi nói. Tên nam tử cầm đầu đi tới một bên, hai tên này vào đây bằng cách nào vậy, ô nha đại sư vẫn còn bị khống chế, tên thực lực kém hơn kia là do Bích Nhã mang về. Cái gì, Bích Nhã? Mắt của hắn đỏ rực lên, một luồng năng lượng từ đó bùng ra. Bích Nhã đang đứng một bên liền như bị điện giật ngửa đầu lên gào giống, a à, a à, a à, a. À, à. Ngươi tự mình dẫn người lên hạm, hiện giờ dẫn đến tai họa này, chuyện này còn chưa xong đâu. Tạm thời giữ lại cho ngươi một mạng, đợi giải trừ nguy hiểm lần này sẽ tính sổ với ngươi sau. Tạ ơn đại nhân không giết, thuộc hạ nhất định sẽ lấy công trục tội. Một tên thuộc hạ chạy tới báo cáo, đại nhân, năng lượng thánh tinh không đủ rồi. Không kịp an trí lại nữa, tất cả nhập thánh lưỡng tầng cảnh trở lên đều đến cấp lực cho chiến hạm. Vâng, đám người tử tinh đều ủ rũ gật đầu bọn chúng biết nếu phải vào cung cấp năng lượng lúc này không có thánh tinh bổ sung sẽ ảnh hưởng cực lớn đến tu vi và lực chiến đấu dù có không muốn nhưng vẫn phải đi đến đeo vào dây xích cung cấp năng lượng cho chiến hạm chiến hạm nhờ đó tỏa ra năng lượng mạnh mẽ chuẩn bị tiến lên nào ngờ biến cố phát sinh báo báo cáo chiến hạm bị sức mạnh nào đó kéo ở phía sau có chuyện gì sắc mặt của ô tác tái mét không kịp rồi không kịp rồi lần này xong đời rồi chiến hạm như mất kiểm soát rung lắc dữ dội người ở bên trên lắc lư bay toán loạn chết rồi chiến hạm đang bị lỗ đen cực lớn hút vào một vòng xoáy điên cuồng hút tất cả mọi thứ xung quanh vào chiến hạm của chiến minh cũng ở đó không tốt sắp va chạm rồi thần đồ và dương khai lúc này cũng đang lơ lửng bay toán loạn huynh đệ chúc may mắn nhé mong ngươi có thể tránh được kiếp nạn này ta sẽ không ngồi chờ chết đâu dương khai ngửa đầu hét lớn hay a à, tầng tầng lớp khiên được ngưng tụ xung quanh người bảo vệ cơ thể sau khi hai chiến hạm va chạm thì nổ tung, tất cả mọi người đều bay ngược ra, lớp khiên phòng hộ của Dương Khai cũng nứt vỡ. Thấy thế, Dương Khai vội vàng sử dụng trạng thái nhập ma, chống chọi lại lực áp của tinh không và dư ba của nổ. Đồng thời, thân ảnh của hắn cũng bị lỗ đen hút mạnh sau đó thì bị nuốt chửng. Không biết qua bao lâu, Dương Khai từ từ tỉnh dậy, hắn liền phụt ra một ngụm máu, cụ khụ khụ. Nhìn cảnh vật xung quanh có đất bằng, đồi núi, cây cỏ, đây là đâu? Hắn liền thả người đáp xuống, chẳng lẽ lỗ đen đó là thông đạo hư không sao? Hắn đáp xuống một khoảng đất rộng, một nhóm người cũng đang nằm dưới đất, mình có thể may mắn sống sót sau tai nạn hủy diệt kia, thì những cao thủ tử tinh kia dĩ nhiên cũng có thể. Đúng lúc này, như có người tỉnh dậy, anh khai liền nấp sau một tảng đá lớn, không biết thần đồ còn sống không. Đám người này là một vài người tử tinh và kiếm minh, hơn thế nữa còn có cô nàng tóc đỏ bích nhã mới tỉnh dậy. Đám người vừa tỉnh dậy liền nhìn nhau, mẹ nó, vậy mà vẫn còn sống được, các anh em mau dậy đi xử chết bọn hắn thấy hai nhóm người muốn chiến đấu dương khai chuẩn bị nhân cơ hội chạy đi thì bích nhã đã vung roi tới tên khốn chạy đâu hả dương khai nắm lấy sợi dây đánh đến ngưng tụ một quyền định đánh trả đột nhiên sau lưng hắn xuất hiện một người chính là tên cầm đầu của tử tinh tên này liền khóa chặt dương khai ô tác đại sư đâu năng lượng của mình bị phong ấn rồi không không biết e là đã chết rồi hắn ném anh khai ra đất cho bích nhã lần này nếu lại xảy ra chuyện thì ngươi tự xử mình đi bích nhã dẫm chân lên người dương khai đại nhân yên tâm ta nhất định sẽ hút khô máu hắn khiến hắn chết không có đất trôn thấy tên kia đã rời đi dương khai liền lên tiếng dụ dỗ thương lượng nhé có gì mà thương lượng chứ lần này ta ăn chắc ngươi rồi nếu các ngươi và kiếm minh đánh nhau ta giúp ngươi giết người thế nào hả một tên nhập thánh cảnh nhất tầng như ngươi cũng không nhìn xem mình đức hạnh thế nào bất kể thế nào ta cũng sẽ không tin ngươi Lão nương trước giờ chưa từng bị nam nhân nào lừa gạt, ngươi được tính là người đầu tiên." Nàng ta vung cây roi lên quấn lấy cổ Dương Khai. "Cho nên đợi cục diện ổn định, tỷ tỷ sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Nhìn một bên đã bùng phát chiến đấu, đánh nhau kịch liệt như vậy, ngươi không cần đi hỗ trợ sao, ngươi muốn tìm cơ hội chạy trốn à? Sức mạnh toàn thân của ta đều bị phong ấn rồi, có thể chạy đi đâu chứ? Đương nhiên, năng lượng thần thức là ngoại lệ. Hay hay, ngươi yên tâm ngươi chỉ cần lo việc chiến đấu ta sẽ ở đây ngoan ngoãn chờ ngươi nữ nhân giống như ngươi thế này ta cũng muốn nếm thử rốt cuộc có mùi vị gì nghe dương khai nịnh hót mình à bích nhã này như muốn lên tiên thật sao nhưng mà ngươi đừng uổng phí tâm cơ nữa ta thà ở đây xem chiến cũng sẽ không để cho ngươi có khả năng chạy thoát dương khai cười khổ nhìn ánh mắt của bích nhã chằm chằm nhìn hắn cần gì chứ đúng lúc này có ba thân ảnh chạy lướt qua hai nữ tử đang đuổi theo một người hai người này chính là hai nữ tử lần đầu gặp ở bên ngoài tinh không, Hòa Miêu và Hòa Tảo. Ấy, sao lại là ngươi? Hai người cũng đồng thời thấy anh khai liền dừng lại. Là các cô sao? Sao ngươi lại ở đây? Ngươi chắc không phải là trai lơ của tiện nữ này đấy chứ? Bích Nhã rút roi từ trên cổ Dương Khai xuống đề phòng. Tiểu cô nương, ngươi thật là không có giáo dưỡng. Cha mẹ ngươi không dạy ngươi cái gì gọi là cư xử hay sao? Gì, trong tinh vực ai mà chẳng biết vài chuyện kia của ngươi? ngươi còn không thấy xấu hổ mà nói cái gì giáo dưỡng ngươi có giáo dưỡng sao tỷ tỷ đừng phí lời với ả à nữa chúng ta lên dương khai một bên thấy bích nhã sắp bị đánh thì nhếch miệng cười khoái trá hòa tảo và hòa miêu cầm kiếm lao teo in các ngươi có phải là quá coi thường ta rồi không hả ba người chiến đấu anh khai liền nhân cơ hội bỏ chạy ra một hướng khác hắn chạy đến một khu rừng vắng rồi ngồi xuống phải mau chóng hóa giải cấm chế trên người mới được đúng lúc này hắn nhìn ra một thân ảnh đang chậm chạp dò xét xung quanh chiến trường người đó là lão già đi khắp nơi như trốn không người thấy đồ gì tốt thì liền thu vào bên trong những không gian một tên tử tinh thấy lão già liền cấp kiếm chém tới lão già đi chết đi nhưng kiếm khi mới gần đến đã bị một lớp phòng hộ bên ngoài lão đánh bật phun máu tươi á hự a a a ha cái này cũng tốt lại một tên khác mắt mù lao đến lão mới xoay người lại tên kia đã phun máu bay ngược ạc a a a a hê hê cái này tốt Đám người hai phe tử tinh và kiếm minh cũng đồng thời thấy một màn này, ai nấy đều trở nên cảnh giác. Nguyệt Hy, ta và ngươi xem như quen biết đã lâu, chúng ta đều biết không ai làm khó được ai, trận chiến hôm nay dừng ở đây thì thế nào. Ta nghĩ bất kể là người của ngươi hay là người của ta, đều cần phải hồi phục một chút, có thể. Biết ngay ngươi dễ nói chuyện mà, có điều, ta có một thắc mắc không nói ra sẽ khó chịu. Có chuyện thì nói, có dám thì thả, nữ tử cầm đầu kiếm minh tỏ ra khó chịu lạnh lùng lão già này là người của kiếm minh các ngươi à sao trước kia ta chưa từng thấy vậy lão không phải người của các ngươi sao cái gì nơi này vốn đã có người nếu lão già này là người dân ở đây bắt lão trước thì có thể nắm giữ được tình báo của nơi này hai người đồng thời không hẹn mà cùng xông tới một chảo chụp lấy lão già hai người mỗi người một tay nắm lấy ta trước là ta ơ là ta trước mà bất chợt từ người lão tỏa ra một luồng uy áp làm cho hai người cầm đầu của tử tinh và kiếm minh biến sắc ngay sau đó trên bàn tay của lão xuất hiện hai luồng khói đen đỏ, đừng hòng chạy. Hai tay chụp về hai phía, tên Tử Tinh và nữ Tử Kiếm Minh đều bị vây bên trong luồng khói, sắc mặt của lão già này cũng dần dần trẻ lại. Lão vung tay một cái, người xung quanh đều bị đánh bay đi, hai tiểu tử ngươi cũng quá xem thường người khác rồi đấy, lão phu đã nhiều năm không gặp được cảnh nào náo nhiệt như thế này. Lần này tạm tha cho các ngươi một mạng, lần sau nếu lại tái phạm, nhất định sẽ cho các ngươi hồn phi phách tán. Dương Khai núp lùng một bên quan sát hết toàn bộ, thì ra là chủ tịch giả vờ nhặt rác và cái kết không ngờ. Lão ra dùng tay phủi phủi, đúng rồi, nơi này hiếm khi có nhiều người như vậy, bảo người của các ngươi đừng đánh nữa, chết một người thì bớt một người, đến lúc đó lại tiếp tục vắng vẻ. Nghe theo tiền bối căn dặn, ai, chết rồi cũng không thể lãng phiếu, để các ngươi vào vậy. Lão già từ tay ném ra một luồng khói đen, ngay sau đó một lá cờ xuất hiện cắm ở mảnh đất rộng, nó hút lấy toàn bộ linh hồn thể đã chết của đám người xung quanh anh khai còn đang quan sát thì đã thấy hỏa tảo và hòa miêu đi tới vẫy vẫy tay hắn cũng liền đi tới chỗ hai người bích nhã thấy con mồi dương khai đi mất thì tức giận nghiến răng ngươi nhớ kỹ cho ta cảm ơn hai người không cần bọn ta nợ ngươi mà lão già đó là ai vậy vừa rồi làm ta sợ muốn chết mặc kệ thế nào có lời nói của lão người của tử tinh cũng không dám làm loạn nữa vậy ngươi đi theo ta ta dẫn ngươi đến gặp sư phụ xin người giúp ngươi giải trừ cấm chế thể nội Dương Khai đi theo hai người tới một chỗ trong khu rừng, nữ tử Nguyệt Hy kia đang ngồi xếp bằng ở đây. Thấy có người đến, nữ tử liền mở mắt, sư phụ. Vừa nhìn thấy Dương Khai nàng ta đã tỏ ra khó chịu, các ngươi dẫn theo một tên tử tinh đến đây làm gì hả? Sư phụ, hắn không phải là người của tử tinh, hòa miêu liền đi đến túm lấy cánh tay của Nguyệt Hy giải thích. Hắn chính là người đã cho con và tỉ tỉ mấy thứ tinh thạch cùng đan dược kia ở vực sâu hỗn loạn, người đã cứu mạng các người đó à? Nguyệt Hy liền ra lệnh cho một tên nam tử ở bên cạnh, vệ vũ đưa tạ lễ cho hắn trong những không gian này có một nghìn khối thánh tinh là quà tạ lễ trước kia ngươi đã giúp đỡ ta không phải đến để đòi thù lao vậy ngươi muốn gì bằng hữu một nghìn viên thánh tinh đã không phải ít rồi sư phụ là thế này hắn bị lã quy trần kia hạ cấm chế toàn thân không thể vận công cho nên muốn xin người giúp hắn giải trừ cấm chế không thể vận công ư để ta xem thử dương khai ngồi xuống trước mặt nàng ta nàng ta dùng một ngón tay chỉ vào mi tâm của dương khai một luồng thần thức theo đó muốn xông vào bên trong. Dương Khai giật mình liền ngồi bật dậy lùi lại, vậy mà bị phát hiện rồi. Thấy Dương Khai có hành động khác lạ, hòa tảo lên tiếng hỏi thăm, Dương Khai người sao thế? Nữ nhân này ban nãy vậy mà âm thầm kèm theo một đạo thần niệm đâm vào trong thức hải của mình. Không không sao, tu vi của tiền bối quá cao, năng lượng đánh vào cơ thể làm ta có chút không thể tiếp nhận. Là ta hơi nặng tay, khiến ngươi hoảng sợ rồi, nữ tử Nguyệt Hy cười gượng gạo. Sư phụ, Cấm chế trong người hắn đã được giải chưa vậy ạ? À? Nếu như trước kia ta còn có thể giải trừ, nhưng vừa rồi ta bị lão già đó đả thương một chút, cấm chế trọng người hắn ta tạm thời xin bất lực. Dương Khai cũng cố cười gượng gạo, hắn cũng không muốn để lộ quá nhiều, không sao, không giải được thì thôi. Nếu ả nữ nhân này đã có ý đồ thì Dương Khai tất nhiên cũng không cần quan tâm nhiều, vậy chiếc nhấn này ta không khách sáo nữa. Dù thế nào thì cũng đa tạ hảo ý và hậu lễ của tiền bối, cáo từ xong Dương Khai liền xoay người rời đi hòa miêu thấy thế liền gọi với theo dương khai ngươi đừng vội đợi vài ngày nữa sư phụ hồi phục la có thể giúp được ngươi mà dương khai cũng không thèm trả lời sao hắn có vẻ tức giận vậy tiểu tử này rất khả nghi theo như lời hai vị sư muội nói thì lẽ ra hắn phải lưu lạc trong vực sâu hỗn loạn mới đúng sao lại đi cùng đám người tử tinh với cả sao lã quy trần lại tốn công sức để giam cầm sức mạnh của hắn đây có ý gì ta cảm thấy hai vị sư muội đã bị hắn lừa rồi nói không chừng hắn là người của tử tinh giả vờ như vô tình gặp hai muội ở vực sâu hỗn loạn. Vậy thì sao nào? Không sao cả, ta chỉ nhắc nhở hai người một câu thôi, tỷ tỷ, hắn không phải là người của tử tinh đấy chứ. Không giống lắm, cẩn thận một chút cũng không sai, không có việc gì thì rời khỏi chỗ này trước đi. Hòa Tảo và Hòa Miêu cũng không nói gì mà liền rời đi, sau khi thấy hai người đi xa. Vệ Vũ, chú ý hướng đi của tên đó, đừng để Hòa Tảo và Hòa Miêu tiếp xúc với hắn ta nhiều, ta cảm thấy hắn có vấn đề. Vâng, Sao thức hải của tên này lại cổ quái như vậy chứ? Dương Khai lúc này cũng đã tìm được một khu rừng trống, hắn ngồi xếp bằng xuống, không nên đến gần Nguyệt Hy kia thì hơn. Ở một nơi khác cách chỗ Dương Khai không xa, tốc độ khôi phục của ta đã nhanh hơn gấp bội rồi, đây đúng là gặp đại nạn không chết tất có hậu phúc, ha ha ha, linh khí nơi này rồi già quá. Sau đó, Lã Quy trần một mạch đi đến khu rừng của Kiếm Minh nói chuyện với Nguyệt Hy. "Làm gì vậy, ngươi không hiếu kỳ xem rốt cuộc vị tiền bối kia có thân phận gì sao hả?" hắc kỳ mà vị tiền bối đó sử dụng hẳn không phải là vật vô danh chỉ là ta nghĩ tới nghĩ lui ngàn năm qua không thấy cao nhân nào sử dụng bí bảo gì tương tự ngươi có cao kiến gì không ta không có ta cũng không nhận ra đại kỳ của vị đại sư đó rốt cuộc là gì ta và ngươi đi liên thủ điều tra một phen thì thế nào nhỉ liên thủ với ngươi thế chẳng phải bảo hổ lột ra sao không thể nói như vậy được bây giờ người của kiếm minh ngươi và tử tinh ta đều đang lạc nạn tại đây chỗ này lại có một vị tiền bối công lực tuyệt đỉnh theo lý mà nói thì chúng ta có thể đi thăm dò một phen, ngươi nghĩ lão ta sẽ chịu gặp chúng ta à? Không rõ lắm, nhưng hành sự tại nhân mà, tối thiểu thì ta cũng muốn tìm hiểu tính cách của lão, việc này cũng chẳng có gì bất lợi với người kiếm mình. Nguyệt Hy thở ra một hơi, được rồi, ta cùng ngươi đến thăm hỏi vị tiền bối đó. Hai người sau đó liền rời đi, Hòa Tảo và Hòa Miêu thấy thế liền nhìn nhau. Nhanh chóng lẩn trốn lùi về sau, hai vị sư muội đi đâu vậy, ôi rời, giật cả mình à. Đi ra ngoài chút, sư huynh đi cùng hai muội không cần sư muội sư phụ vừa mới dặn chúng ta là không được tùy tiện hành động bởi vì không ai biết rốt cuộc thì nơi này ẩn giấu nguy hiểm gì hai vị sư muội là hòn ngọc quý trên tay sư phụ nếu có xảy ra chuyện gì thật thì sư huynh cũng có thể gánh đỡ cho hai muội một lúc hôm qua vị tiến bối đó đã nói nơi này không có bất kỳ nguy hiểm nào rồi còn gì ai biết được vị tiền bối đó nói thật hay nói dối chứ công lực của lão cao thâm nơi này có nguy hiểm gì đối với lão chứ nhưng đối với chúng ta thì khác sư huynh huynh nói thật cho ta biết có phải sư phụ hoài nghi lai lịch và thân phận của dương khai không sao sư muội lại nói như vậy sư phụ cho ta cảm giác không muốn bọn ta tiếp xúc quá gần gũi với dương khai hơn nữa hôm qua khi bọn ta đưa dương khai tới đây hình như sư phụ đã làm gì đó với hắn sư muội nghĩ nhiều rồi sư phụ là nhân vật bậc nào chứ sao lại để bụng nhân vật nhỏ xíu như vậy được tất cả những gì sư phụ làm cũng vì muốn tốt cho đám đệ tử chúng ta thôi hòa tảo trầm ngâm không nói trong lòng nàng như đang tính toán gì đó. Nếu hai vị sư muội muốn đi, thì để sư huynh đi cùng nhé, ta cũng muốn đi xem xét xung quanh. Thấy tên này vẫn bám giết không buông, hòa tảo liền quay đầu lại, không cần, bọn ta không muốn đi nữa. Một bên khác, tiện tì bích nhã kia đang theo dõi mình sao, đúng là gia hỏa âm hồn bất tán, đúng lúc này, ai? Thần đồ từ trong bụi ló đầu ra như tên trộm cướp, thần đồ, hắn nhẹ nhàng gọi khẽ, huynh đệ, sau đó thì liền nhìn ngó xung quanh, rồi cả người ngồi thụp xuống bụi cỏ. Dương Khai tiến lại chỗ hắn, "Ngươi làm cái gì thế, trốn mấy tên kia đó?" "Ngươi không sao chứ, huynh đệ, gặp được ngươi thật tốt, ta tưởng hai chúng ta lần này chết chắc rồi." Đột nhiên Thần Đồ ho ra vài ngụm máu, có vẻ như bị thương, cụ khụ. Vết máu còn dính lên tay của anh Khai, ngươi có hơi thảm đấy. Là rất thảm, nhưng tại sao ngươi chẳng tổn hại gì vậy? May mắn thôi." Dương Khai ngồi xuống bên cạnh Thần Đồ hỏi thăm, "Sao ngươi lại thành ra như vậy?" Không biết nữa, lúc chiến hạm bị hủy hoại thì ta mất đi ý thức, đến khi tỉnh lại phát hiện bản thân đã đến chỗ này rồi, may mà mảnh vỡ chiến hạm đó không đâm trúng chỗ hiểm của ta. Bằng không huynh đệ ngươi cũng chỉ có thể nhặt xác cho ta thôi, ngươi không dùng đan dược sao? Đồ của ta sớm đã bị đám súc sinh ử tinh kia cướp đi rồi, nghĩ lại thôi thần đồ đã căm tức nghiến răng. À phải rồi, huynh đệ, ngươi có đan dược à? Ừ, Dương Khai lấy ra một viên đan dược chữa thương đưa tới. Thần đồ giơ tay nhận lấy, "Ồ, thánh đan có đan văn sao cho ta chút thời gian chắc là có thể hồi phục rồi ngươi ngồi đi ta xem giúp ngươi có cần cách xa một chút không ngộ nhỡ bị người của tử tinh hoặc kiếm minh phát hiện yên tâm đi bọn chúng bây giờ không dám làm bậy dâu là ý gì vừa xuất hiện lão già sau khi dương khai kể lại ngắn gọn chuyện về lão già đó nói vậy lão già đó tối thiểu cũng phải có tu vi phản hư cảnh sao không đúng không đúng có thể còn cao hơn phản hư cảnh sao trên thánh vương cảnh chính là phản hư trên phản hư cảnh là hư vương cảnh, mỗi một vị tinh chủ đều là cường giả hư vương cảnh, trình độ cao nhất của võ giả đại lục ngươi là gì? Nhập Thánh Tam tầng cảnh. Đúng là đại lục thấp kém, có điều, trong tinh vực quả thực có rất nhiều đại lục như vậy. Lão gia hỏa đó, khụ khụ, lão tiền bối đó nhặt mảnh chiến hạm để làm gì nhỉ? Cái này thì ngươi phải hỏi lão rồi. Ngươi nói xem, nếu chúng ta có thể được lão tiền bối kia che chở, chẳng phải là không cần e ngại đám người tử tinh và kiếm minh nữa sao? Cao nhân như vậy, Ngươi có thứ gì có thể thu hút được lão sao, hành sự tại nhân mà. Ngươi đợi đó, đợi ta hồi phục rồi, ta xem thử có cách nào giúp ngươi phá giải cấm chế không, hiện giờ ngươi như thế này cũng quá bất tiện rồi. Ở một nơi khác, sau một lúc thì thân ảnh hai người Lã Quy Trần cùng Nguyệt Hy trở về. "Sư phụ, tiền bối đó nói sao ạ, ngay cả gặp cũng không gặp được lão." Ta và Lã Quy Trần đứng cách ngọn núi đó khoảng chừng 50 dặm dùng thần niệm đưa tin cho lão, thỉnh cầu bái kiến, nhưng mãi chẳng có phản ứng cũng không biết lão có ở đó hay không. Bọn ta chuẩn bị mai lại đi gặp lão, hôm nay cứ như vậy đã, sư phụ, hòa miêu kinh hãi la lên. Sao vậy, vị tiền bối đó hình như đang tới, hòa miêu chỉ tay lên trời. Đúng là thân ảnh của lão già đang bay tới rồi đáp xuống, tiền bối. Mới vừa rồi bọn ta đến bái kiến, hình như tiền bối không có ở bên trong ngọn núi đó. Lão phu ở đâu cần nói với ngươi sao, lão già đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn qua. Làm cho tên lã quy trần đổ mồ hôi hột, không dám chuyến này ta tìm các ngươi là cần ít đồ đại lục này tuy linh khí đầy đủ vật tư phong phú nhưng chỉ có một điểm duy nhất khiến người ta phiền não là không có khoáng sản quý hiếm không biết tiền bối càn khoáng vật gì nếu tiện người cứ nói có thể bọn ta sẽ có tiền bối không cần khách khí với bọn ta không linh tinh các ngươi có không đây hai người nhìn nhau tiền bối nếu người muốn khoáng vật khác bọn ta có thể còn có nhưng không linh tinh thứ này thật sự rất hiếm trên người bọn ta cũng không có tiền bối nếu cần không ngại cùng ta về tử tinh một chuyến nơi đó có không linh tinh chư tinh kiếm minh của ta cũng có các ngươi muốn lôi kéo ta à tiền bối nghĩ quá rồi vãn bối chỉ muốn mời tiền bối tới đại lục chủ của tử tinh làm khách vài ngày nếu như tiền bối tiện nếu lão phu có thể rời khỏi nơi quỷ quái này thì còn tìm các ngươi lấy không linh tinh làm gì hả thật là ngu xuẩn lão già tức giận há miệng nhe bộ răng nhọn của mình ra tiền bối bớt giận dương khai và thần đồ ở một bụi cỏ gần đó đang nhìn lén không linh tinh là cái gì một loại tinh khoáng vô cùng quý báu số lượng ở tinh vực là cực nhỏ cũng cực kỳ đắt giá nhẫn không gian trên tay ngươi chính là dùng không linh tinh để luyện chế ra đó nhẫn không gian được luyện chế từ không linh tinh sao dương khai nghi hoặc nhìn xuống chiếc nhẫn nói như vậy kỳ lạ nhỉ lão tiền bối này cần không linh tinh làm gì thần đồ không để ý tới dương khai vẫn đang một bên nghe trộm hơn nữa nghe ý tứ trong câu nói vừa rồi của lão hình như là lão đã bị mắc kẹt ở đây nhiều năm rồi thôi bỏ đi không có không linh tinh Giao hết nhẫn không gian của các ngươi cho ta. Cái cái gì? Toàn trường há hốc kinh ngạc, đây là ý gì? Nhẫn không gian chứa đựng toàn bộ tài sản của mọi người. Như biết suy nghĩ trong lòng mọi người lão già lên tiếng, yên tâm, những thứ rác rưởi trong nhẫn không gian của các ngươi ta không cần đâu, ta chỉ cần nhẫn không gian thôi. Giao cho ta ngay, bằng không tất cả sẽ phải chết. Dù lão phu không muốn giết các ngươi, nhưng ta cũng không thích có người làm trái ý ta. Hai, Lã Quy Trần và Nguyệt Hy thở dài một tiếng sau đó ra hiệu cho mọi người chuẩn bị lấy vật phẩm còn nhẫn không gian đưa cho lão. Một hồi sau, hai người cầm theo toàn bộ nhẫn không gian giao đến, lão già đưa tay chút toàn bộ vật phẩm bên trong ra ngoài. Một đống lớn vật phẩm được ném ra, còn toàn bộ nhẫn không gian thì bị lão già thu lại. Những đồ vật này các ngươi tự lấy về đi, thành thật một chút cho ta, nếu dám cướp đoạt những thứ không thuộc về mình, lão phu sẽ khiến kẻ đó biết thân biết phận, xin nghe tiền bối chỉ bảo. Lão già kiểm tra lại mớ nhẫn không gian, ừm, còn nhẫn không gian chưa giao ra không? Còn có ai nữa không? Chắc là hết rồi, lão già liền nhìn về tay của Nguyệt Hy, ừ. Phụ nhân ngươi, muốn chết đúng không? Nụ cười của anh là nắng cho bao nhiêu em mơ màng, tuy có hơi sắc nhọn một chút, cắn một cái thì ối rồi ôi luôn. Tiền bối, có thể để lại cho ta chiếc này không? Dùng để chứa vậy. Ở đây các ngươi không dùng nhẫn không gian được, lão già giơ tay về hướng Nguyệt Hy. Một tia khói đen bay đến đoạt lấy chiếc nhẫn không gian, hừ một tiếng, lão chút toàn bộ vật phẩm bên trong ra ừ đột nhiên xuất hiện một lệnh bài tinh môn lệnh sao chẳng trách ngươi không muốn giao nhẫn ra đây hóa ra là có tinh môn lệnh tinh môn lệnh tiền bối lệnh bài này nói dài dòng làm gì mình xin nhé thanh kiêu về gì múc nguyệt hy câm lặng chẳng biết nói gì đây đúng là ăn cướp giữa đường mà hơn thế còn phải tự tay đưa cho người ta cướp lão già cũng đã bay đi mất ừ các ngươi liệu hồn đấy đừng có bày trò vặt vãnh đoàn người kiếm minh tối sầm mặt mũi Ai cũng đều khó chịu nhưng không thể làm gì, hay thật, mọi người cướp qua cướp lại, cuối cùng lại bị hắn lột hết sạch, uổng công. Hừ, ngươi còn dám nói, nếu như không phải do Tử Tinh các ngươi đuổi heo hai đồ nhi của ta, bọn nó sớm đã đem tinh môn lệnh về kiếm tinh, chúng ta cũng sẽ không bị mắc kẹt ở đây, đây đều là thị phi do các ngươi tự làm. Nói vậy là sai đấy nhé, nơi mà hai đồ đệ của ngươi tìm được tinh môn lệnh chính là ở đại lục của Tử Tinh bọn ta. Nói cho đúng thì đó là vật của Tử Tinh ta, ta còn chưa hỏi tội các ngươi ngươi còn dám cắn ngược lại à lữ quy trần ngươi nhớ cho ta nếu như có một ngày ta thoát ra được khỏi đây sẽ khiến các ngươi vạn kiếp bất phục ngươi thoát ra đi được hãng nói qua đây nào lữ quy trần bộ dáng vô hại giơ tay lọc ra những thứ đồ ở đây hết đi xem thử có bao nhiêu thuộc về chúng ta đừng để cho người khác trộm mất nữa ở bụi cây gần đó tinh môn lệnh vậy mà là tinh môn lệnh thật đó vậy mà là tinh môn lệnh vậy thứ kia là gì hình như ai cũng rất muốn có nhỉ Đương nhiên muốn chứ. Đó chính là tinh môn lệnh, tinh môn lệnh xuất, tinh vực thần phục, đó là một đại sát khí, nếu như ta có được nó. Ta hiểu rồi, chẳng trách mấy người của Tử Tinh này không tiếc xông vào vực sâu hỗn loạn cũng phải đuổi heo kiếm minh, hóa ra là vì tinh môn lệnh. Ha ha, cũng phải thôi, một thanh tinh môn lệnh đúng thật đủ hấp dẫn để bọn hắn mạo hiểm. Nhưng vẫn đáng tiếc, cuối cùng lại bị lão quái vật kia đoạt mất, đồ trên tay hắn e là hết cách lấy lại rồi. Đúng lúc này Thân ảnh Nguyệt Hy từ từ tiến đến chỗ hai người, hử? Ừ, Dương Khai nghi hoặc, có chuyện gì sao? Có thể đưa cho ta nhẫn không gian của ngươi không? Ngươi cũng nhìn thấy chuyện hồi nãy rồi, bây giờ bọn ta không có bí bảo để đựng đồ, rất bất tiện. Nếu ta không nhớ nhầm hôm qua ngươi mới cho ta cái này, đã coi như là đồ của ta rồi. Ha ha, lúc trước còn vênh mặt với ta, bây giờ thì đến cầu ta. Phải, nhưng bây giờ bọn ta cần chiếc nhẫn này, vậy nên ta muốn lấy lại, chỉ cần rời khỏi đây, ta sẽ trả lại ngươi nhiều hơn nữa chắn chắn làm ngươi hài lòng, thế nào? Ta không có cách nào từ chối hả? Ngươi có thể từ chối, chỉ cần còn ở đây, ngươi có từ chối ta cũng chả làm gì được ngươi. Vậy cũng tức là đến khi rời đi, ngươi sẽ làm gì được ta sao? Bây giờ ta có thể giải cấm chế trong người ngươi, để ngươi khôi phục sức mạnh của mình, như vậy sẽ dễ hành động hơn. Không cần đâu, Dương Khai quay người rời đi, hắn còn cố ý giơ bàn tay đeo nhẫn không gian lên. Cây cú chưa bà già, không cần đâu anh kêu rồi bé ơi, nào là còn không cho đồ đệ tiếp xúc gần có để tiếp xúc gần thì bây giờ lại dễ xin giỏi hay 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 đáng lắm ha ha bây giờ ta mới phát hiện chiếc nhẫn này hóa ra lại đẹp như vậy cảm giác độc nhất vô nhi này thật là ta đã có thiện ý tương trợ người không biết tốt xấu ngươi giải quyết ổn thỏa đi cây cú tức giận đầu nguyệt hy xì khói quay người bỏ đi nhìn thấy nàng ta đã đi được một đoạn dương khai lên tiếng ta nói cho ngươi biết ta cũng chẳng phải vì thù lao của các ngươi mới cứu giúp hòa miêu hòa tảo đơn thuần là đúng lúc đi qua mà thôi, một ngàn viên thánh tinh này ta sẽ giữ lại. Chiếc nhẫn này cầm về đi, giữa hai người chúng ta không ai nợ ai hết, Dương Khai lạnh lùng vứt chiếc nhẫn trả lại cho nàng ta. Không có ta giúp ngươi, không ai ở đây có thể giải trừ được cấm chế của lã quy trần. Không phiền ngươi phải lo, không biết cân nhắc, ừ. Bị Dương Khai chọc giận nàng ta cũng không thèm nói gì nữa rời đi. Huynh đệ, ngươi có thủ với nữ nhân đó à, sao ngươi lại dây vào cô ta thế? Ta đâu có gây gì với cô ta đâu, là cô ta quá đa nghi thôi. Có điều cô ta nói không sai. ở đây nếu không có sự trợ giúp của cô ta, ngươi căn bản không thể cởi bỏ cấm chế của lã quy trần. cho dù ta phục hồi rồi cũng không thể làm được gì. không sao, ta sẽ tự nghĩ cách. anh khai của chúng ta là ai chứ? khi bo kẹt sỉ, tính toán kỹ lưỡng, hắn làm việc gì mà không tính toán rồi chứ? bỏ đi, không nói chuyện này nữa. mệt tim lắm. nếu ngươi không có nhẫn không gian, tiếp theo nên làm sao đây? một nghìn viên thánh tinh này xử lý thế nào? ta có cái này, Dương Khai lấy ra hai chiếc túi càn khôn, ném cho Thần Đồ một cái. Thần Đồ nghi hoặc cầm chiếc túi vải trên tay, đây là thứ đồ chơi gì vậy hả? Túi càn khôn, đại lục của bọn ta dùng nó để cất giữ bí bảo, có công năng tương tự nhẫn không gian. Không tồi, chỗ đó của các ngươi không ngờ cũng có thể khai phá được loại bí bảo này, chỉ là không gian trong này hơi nhỏ chút. Chỗ tinh thạch này ta lấy trước nhé, sau này sẽ trả lại ngươi. Ừ, đồ cùi bắp ở mép cũ bây giờ lại thành hàng vip made in Việt Nam một hồi sau hai người đều xếp bằng tu luyện mặc dù chân nguyên toàn thân bị phong ấn nhưng vẫn còn thần thức chặng đường đến đây có thể cảm nhận được ma nhãn hấp thụ không ít thần hồn đã chết bây giờ để mình nhìn thử xem đã thu hoạch được gì rồi dương khai tiến vào bên trong thức hải năng lượng thần hồn của những võ giả chết trong tai nạn lúc trước đều bị diệt thế ma nhãn tự động hấp thụ vào đây vậy mà đều là trên nhập thánh cảnh còn có một thánh vương cảnh nếu trực tiếp hấp thụ nói không chừng thần hồn của chính mình sẽ bị những cường giả này làm cho hỗn loạn tuy có hơi đáng tiếc nhưng vẫn nên lọc sạch một lượt vậy dương khai tiến đến một đoàn luồng sáng to nhất đây chính là năng lượng thần hồn của cao thủ thánh vương cảnh sao cảm ngộ của những võ giả này về thiên đạo võ đạo sâu sắc hơn nhiều so với võ giả cung cấp ở thông huyền đại lục hấp thụ những năng lượng thần hồn này lý giải của mình về nhập thánh cảnh cung cốt thể có đột phá mới khả năng kiểm soát sức mạnh cũng thuần thục hơn trước kia rất nhiều đúng lúc này ồ cảm giác này đây là thần hồn của ô tác sao sao lại ở chỗ này xem ra hắn cũng không thể cảm ngộ tinh đồ sư mà may mắn sống sót để mình tra xét thử dương khai cảm ngộ những ký ức mà năng lượng thần hồn ô tác để lại hắn tiến vào một không gian tinh không bao la đây là là toàn bộ tinh vực nơi này là vực sâu hỗn loạn trong năng lượng thần hồn của ô tác vậy mà ẩn giấu một tấm tinh đồ đột nhiên a à, năng lượng thần thức không đủ rồi học 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 dương khai thở gấp từng tiếng sau đó liền nhanh chóng rời khỏi thần hồn ô tác, ố dề luôn, đúng là máy đời cũ chưa úp loác phiên bản mới nên không thể cảm ngộ hết được. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, năng lượng thần thức trong thức hải cư nhiên tiêu hao mất gần một nửa. Chật chật, phù phù phù, huynh đệ ngươi không sao chứ, thần đồ một bên thấy dương khai đổ mồ hôi như mưa thì lo lắng hỏi thăm. Học học, dương khai từ từ, không cần vội, đó cũng là cấm chế do cường giả thánh vương cảnh tạo ra, tạm thời không giải được là phải. Thấy bộ dáng của anh khai thần đồ còn tưởng hắn đang cố phá bỏ cấm chế do lã quy trần ép lên, ta biết, không cần lo cho ta. À mà đúng rồi, hỏi ngươi cái này, gì vậy? Ngươi với sư đồ ô tắc kia hiểu được bao nhiêu, sao tự nhiên lại hỏi cái này thế? Hình như hắn đã chết rồi, ta không thấy hắn ở đây, sao? Ngươi quen hắn à, không quen, tò mò thôi. Cũng chẳng phải là mỹ nữ gì, ta không rõ cho lắm, nhưng ô tắc tốt xấu gì cũng là một vị đồ sư hạng đỉnh, ta cũng chỉ biết chút chuyện liên quan đến hắn, nghe nói hắn vốn đến từ một thế lực nhỏ, trong nhà cũng không có ai có thiên phú tu luyện, cả đời bình bình, đến gần 200 tuổi mới tu luyện đến siêu phàm cảnh, 200 tuổi mới siêu phàm cảnh, đúng thật là phế vật mà. Đúng rồi, hắn thành đồ sư là do chuyện đặc sắc. Lúc trước khi hắn đến siêu phàm cảnh vẫn còn là một nhân vật nhỏ bé không ai biết đến, nhưng sau khi đến siêu phàm cảnh, tinh đồ hắn họa ra rất tinh chuẩn. Hắn đến từ một nơi thuộc đại lục của Tử Tinh sau khi thanh danh nổi lên mới bị tử tinh phá đám. Sau khi đến siêu phàm cảnh hắn mới thành đồ sư sao? Ừm, rất kỳ lạ đúng không? Tất cả mọi người đều thấy có một vị đồ sư rất lợi hại, ở trong bóng tối chỉ dẫn hắn, lúc trước chắc chắn vì học tinh đồ mà bỏ bê tu luyện. Loại nghề nghiệp như đồ sư này quá khan hiếm, đầu tư vào cũng tốn rất nhiều công sức và thời gian. Mỗi một đại thế lực đều bồi dưỡng đồ sư cho riêng mình, nhưng những đồ sư được bồi dưỡng ấy có thể dùng được tốt vẫn rất hiếm. Bọn họ đều biết vẽ tinh đồ tinh thần lân cận, nhưng nếu kéo xa khoảng cách vậy thì những đồ sư kia là phế vật không hơn tinh đồ bọn họ vẽ ra không thể nào tạo ra lộ tuyến an toàn tinh chuẩn được hóa ra là vậy nhưng ngươi muốn nghe về ô tác làm gì không lẽ ngươi muốn thành đồ sư sao ta khuyên ngươi nên chết tâm đi thì hơn không có đam mê nghiên cứu với tinh thần vực trường suốt mấy trăm năm thì đừng hòng làm được thứ đồ sư cần nắm vững rất phức tạp dương khai mặc kệ thần đồ hắn lại tiến vào bên trong thức hải xem ra ô tác đúng là đã gặp được kỳ ngộ nên mới thành đồ sư mà kỳ ngộ đó chính là ẩn chứa trong tinh đồ thần hồn của hắn nếu như có thể hấp thụ mảnh tinh đồ lớn như vậy sau này không lo bị lạc ở trong tinh vực nữa cầm khối năng lượng thần hồn của ô tác còn lại vậy thì nhanh luyện hóa nó thôi he he đã quyết định dương khai liền ngồi xuống xếp bằng phá sức mạnh thần hồn của ô tác đưa thức hải chi lực vào sau đó để lại ấn ký thần hồn của ta thực hiện từng bước một rất nhanh sau đó không gian biến đổi toàn bộ không gian bên trong thức hải của dương khai biến thành bộ dáng như toàn bộ tinh vực tinh đồ này cùng với thức hải của ta vậy mà dung hợp rồi dương khai nhau mắt tưởng tượng thành công rồi chỉ cần nhìn kỹ là có thể thấy được tình huống cụ thể của tinh đồ có một tinh đồ như vậy trong thức hải sau này muốn đi đâu cũng có thể tìm đúng hướng a a a muội mách mọi người anh khai đã được bắp bẩn rồi giờ lại còn hách mát nữa gì bọt đi mọi người hức hức tại sao lại không bị ban gian lận thế dương khai quan sát thật kỹ tinh đồ hử kỳ lạ bây giờ ta vẫn đang ở trong vực sâu hỗn loạn sao mà vị trí này không phải là trường vực nút trường sao ở đây rốt cuộc là đâu nhất là tính chính xác của tinh đồ này tạm thời phải đợi cơ hội kiểm chứng mới được Dương Khai đang trầm tư thì bên ngoài có tiếng của thần đồ người xem này Dương Khai giật mình trở ra lúc này là tiếng của Bích Nhã sao hình như Tử Tinh bên kia có chuyện gì đấy chỉ thấy Bích Nhã và Lã Quy Trần lúc này đang đưa nhau một cây thảo dược gì đó bộ dáng rất vui vẻ xảy ra chuyện gì vậy người của Tử Tinh hình như phát hiện ra vài thứ hay ho rồi đó là thứ gì dược liệu cấp thánh vương nhìn đám người kia vui mừng như chảy hội với sự đam mê với tài vật như anh khai thì cả người ngứa ngáy khó chịu thánh vương lúc bọn họ thăm dò đại lục này thì phát hiện ra hơn nữa xem ra số lượng còn không ít lão già đó hình như từng nói linh khí chỗ này nồng hậu vật tư phong phú ông ấy còn nói thứ duy nhất khiến người ta tiếc chính là chỗ này không có khoáng sản chân quý không có khoáng sản nhưng vật tư lại phong phú lẽ nào chỗ này chỉ toàn dược vật hai mắt của dương khai co lại có khả năng lắm, cả người bức sức không yên. Nhìn đám người tử tinh thi nhau bay đi, người tử tinh sắp hành động rồi, nhớ rồi thì bắt đầu hành động đi. Tiếp theo người của kiếm minh cũng bay đi, dương khai, chúng ta cũng đi tìm đi. Dù sao đợi ở đây cũng không làm gì cả, huống hồ chỗ này linh khí nồng hậu như vậy, chất lượng dược liệu nhất định không thấp, được đấy, đúng lúc có thể thu thập chút dược liệu để luyện đan. Ngươi còn biết luyện đan à, miễn cưỡng biết một chút, nếu có thể tìm được dược liệu thích hợp, nói không chừng ta có thể luyện chế ra phá giới đan phá giải cấm chế trong thân thể đấy vậy còn đợi gì nữa cầu người không bằng cầu mình đi ta dẫn ngươi cùng đi thần đồ truyền cho dương khai một luồng thánh nguyên bao bọc cơ thể hắn hai người cùng bay lên let go bích huyết thảo thánh vương cấp thượng phẩm một vùng lớn như vậy ha ha phát tài rồi ninh thần hoa thánh vương cấp trung phẩm mau qua đây chỗ này có ám nguyệt linh chi vừa bay đi được một đoạn đã thấy người người gieo hò mà nó không có tinh thoa nên không bay nhanh bằng bọn chúng tiếp tục đi. Bọn chúng sao đến bây giờ mới phát hiện ra đại lục này dưỡng toàn dược thảo chứ nhỉ? Hình như bọn chúng nghi kỵ lão già đó, trước đó không dám tùy tiện hành động, đã qua mấy ngày rồi sao? Ừm. Hai người bay được một lúc, linh khí chỗ này so với nơi bên cạnh càng nồng hậu hơn, xem ra đến đúng nơi rồi. Bên này có đồ gì đó, ngươi xác định chứ? Dương Khai chỉ tay về một hướng. Xác định, vì trong không khí có một mùi hương dược liệu, ngươi không phải là luyện đan sư đấy chứ? hai người tiến xuống cầm thu hoạch nắm lớn nắm nhỏ chỗ này chỉ ít cũng là phẩm chất thánh cấp nhiều thánh vương cấp quá một hồi sau thần đồ la lớn này dương khai ngươi qua đây xem thử xem dương khai tiến đến thần đồ đang ngồi cạnh một gốc hoa nhiều màu sắc rực rỡ thất sắc thiên kết lan sao dương khai đây là cấp bậc gì ta thấy nó và các loại khác không giống nhau dựa theo phân chia của tinh vực đối với sức mạnh võ giả này chắc là dược vật hư cấp rồi hả cái gì dược vật hư cấp sao Trời ơi, chỗ này cư nhiên có dược vật hư cấp, anh khai nhanh chóng hái xuống bỏ vào túi. Hai người nhìn nhau đám đuối, anh yêu em, tôi yêu bạn, I love you chu cà Mo. khoái khoái. Thu hoạch xong hai người cùng tiến vào sâu hơn bên trong thu hoạch tiếp. Một hồi sau, khi hai người đang bước đi thì Dương Khai dừng lại. Sao vậy? Dược vật cũng thu thập được kha khá rồi, ta bắt đầu luyện đan đây. Luyện chế loại đan dược có thể giải trừ cấp chế trong cơ thể ngươi á hả? Ừm. Nhưng ngươi không thể dùng sức mạnh, thì sao có thể luyện đan được chứ, ta tự có cách. Ta chỉ cần dùng thần thức chi hỏa là có thể luyện đan, ngươi tự đi tìm dược liệu đi, bên đó có một sơn động, ta tạm thời đến bên đó, ngươi đến lúc nào đó có thể đến bên đó tìm ta. Ok được rồi, vậy ngươi tự mình cẩn thận, ta đi tìm tiếp đây. Dương Khai một mình tiến vào bên trong động khẩu xếp bằng luyện đan, hắn lấy ra dược vật đã chuẩn bị được, ngưng luyện dược dịch rồi kết đan, thời gian trôi qua. Một hồi lâu sau, nắp lò mở ra, một viên đan dược từ bên trong bay ra. Ừ, nắm viên đan dược trong tay, Dương Khai tươi cười, vẫn được. Ở bên ngoài lúc này, đám người của hai phe liên tục tìm về những loài dược liệu quý hiếm, quá tuyệt rồi. Sau đó đem về khu vực của mình chất thành đống lớn đống nhỏ. Nhưng cũng vì thế mà khó khăn mới lộ ra, không có bí bảo cất giữ. Những dược hiệu này mỗi giờ mỗi khắc đều đang không ngừng giảm đi, phải làm sao bây giờ. Ở một khu vực không có ai quấy dày, lúc này lão già đang đứng trước một trận pháp bằng đá, bên trên trận chất đầy những khối tinh không thạch lớn nhỏ cánh cửa trận đá đang dần dần tích đủ năng lượng sắp rồi sắp rồi sắp rồi lão già dùng thần thức bao phủ toàn bộ nơi này kiểm tra tất cả mọi ngóc ngách ha 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 tất cả đều rất sinh động nhỉ không tệ không tệ có sức sống là tốt rồi lão phu sợ nhất là không khí trầm lặng ô tiểu tử ngược lại cũng thú vị đấy lão già lúc này đang dùng thần thức kiểm tra tới chỗ dương khai anh khai lúc này đang luyện đan như cảm ứng được gì đó phân tâm một lúc lò đan liền cháy đen hay lại hỏng rồi Cảm giác nhạy bén thế ư? Lão già cũng giật mình, không ngờ vừa lướt qua mà Dương Khai đã phát hiện ra. Anh Khai lấy dược liệu theo bên trong cuốn sách, nên bắt đầu rồi, bắt đầu luyện chế phá ách đan. Qua một khoảng thời gian, lò đan mở ra, một viên đan dược bay lên. Hẳn là chỉ có thánh vương cấp hạ phẩm, không nhùng nhằng anh Khai liền bỏ ngay vào miệng, nuốt ực một cái. Không qua bao lâu, cả bụng đau đớn, toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh, hự. Ừ, à, này thì ăn bậy ăn bạ này, ăn chưa chín uống chưa sôi này. He he he. Cả người bùng lên dược lực nhưng không thể phá tan màng cấm chế bên ngoài cơ thể. Phá giới đan thánh vương cấp hạ phẩm quả nhiên không thể tạo nên tác dụng. Phá giới đan thánh vương hạ phẩm bình thường không có tác dụng, không có nghĩa là đan văn cũng như vậy. Dương Khai lại lấy ra dược liệu tiếp tục luyện chế, lần này thì hắn sử dụng thêm linh trận. Qua một hồi lâu, viên đan dược có đan văn sáng lên trên nắp lò, được rồi. Bỏ vào miệng, dược lực trong đan dược bùng nổ, dần dần phá tan mọi cấm chế trói buộc. Đúng lúc này, từ bên ngoài có một thân ảnh đang từ từ tiến vào hắn cầm theo một viên tinh thạch chiếu sáng cả hang động ta cứ thắc mắc là ai trốn ở nơi này hóa ra là tiểu tử nhà ngươi ngươi là sư huynh của hòa tảo và hòa miêu không sai tiểu tử ngươi trốn ở đây làm gì nơi này cũng không có thứ gì rốt không làm gì cảm bên ngoài rất nguy hiểm quả thật rất nguy hiểm nhất là đối với ngươi ngươi bị lã quy trần phong ấn tu vi đúng không thật là đáng thương lẻ loi một mình tham sống sợ chết trốn chui trốn lủi ở nơi này Tiểu tử, ta chỉ cho ngươi một con đường sáng, thế nào hả, đường sáng gì? Ngươi ở nơi lạ hoắc này cũng không ai che chở, tu vi lại còn bị phong ấn, một khi gặp phải nguy hiểm thì không có sức hoàn thủ. Ví dụ như người nào đó không có ý tốt tiếp cận ngươi chẳng hạn, sau đó thì sao? Ta có thể thuyết phục sư phụ để người giúp ngươi giải trừ cấm chế. Điều kiện là gì? Ngươi giao lạc ấn thần hồn ra, sau này ta bảo ngươi làm gì thì ngươi phải làm cái đó. Dĩ nhiên sau này ta tất sẽ che chở cho ngươi an toàn, ngươi cũng không xem là chịu thiệt, nếu may mắn có khi ngày sau còn có thể gia nhập vào kiếm minh còn định dụ dỗ thì anh khai đã giơ tay ngăn cản nói xong chưa nói xong rồi thì mời đi cho tiểu tử đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt muốn lạc ấn thần hồn của ta ngươi còn chưa có tư cách này tiểu tử ngươi thật ngông cuồng ngươi nói nếu ta giết ngươi ở đây thì ai mà biết được chứ kiếm minh các ngươi hiểu lầm ta thì thôi đi lại còn muốn giết ta nếu không phải vì ngươi nhiều chuyện chúng nó đã sớm chết ở lời nói đã nói ra quá nửa tên này mới giật mình chết rồi để lộ mất rồi ánh mắt hai người nhìn nhau dương khai dường như cũng hiểu được một chút sự tình tên này giả bộ xoay người đi nhưng đột nhiên hắn ném về dương khai một con độc xà độc xà lao đến cắn mạnh vào cổ dương khai phụt máu nhìn xác dương khai ngã xuống hừ chỉ có người chết mới không tiết lộ bí mật đúng lúc này dương khai bật người dậy một quyền đám tới phốc tên kia như con chó rách phụt máu bay ngược đúng là chết mới không tiết lộ bí mật nhưng ai chết thì chưa biết ngu dốt chọc vào anh khai chi không biết nữa à nên này thổ huyết trọng thương ngã qua một bên mặt mũi hoảng sợ ngươi ngươi sao nếu không phải thân thể cực kỳ cường hãn nếu không phải cấm chế được giải trừ hoàn toàn trong khoảnh khắc đó sức mạnh được khôi phục thì hậu quả khó có thể tưởng tượng có một câu ngươi nói đúng giết ngươi ở đây thì ai mà biết được chứ dương khai lạnh lùng tiến sát lại cùng lúc đó ở một khu rừng đầy dược liệu ba người nguyệt hy hòa tảo cùng hòa miêu đang hái dược liệu đột nhiên cả người Nguyệt Hy run lên, sao vậy sư phụ, vệ vũ xảy ra chuyện. Sư huynh xảy ra chuyện gì vậy, Nguyệt Hy lấy ra một chiếc gương, sau đó cắn một giọt máu, nhỏ xuống mặt gương, máu của nàng ta tiến vào bên trong dung nhập với con cá. Ngay sau đó, con cá từ bên trong bay lên trên không, sau đó nổ tung hóa thành một màn nước trước mặt ba người, sư sư huynh, sắc khí đáng sợ quá. Ở bên trong màn nước chính là Dương Khai đang đứng, chính là tiểu tử này giết vệ vũ. Sao có thể là hắn được chứ, sức mạnh của hắn còn chưa khôi phục. Hơn nữa nếu có khôi phục thì hắn cũng chẳng phải là đối tê hủ của vệ vũ sư huynh mà. Bất luận thế nào thì vệ vũ cũng là bị tiểu tử này làm hại, dám giết người kiếm minh ta, ta phải bắt hắn trả cái giá thật đắt. Ta biết hắn có ơn với hai tỷ muội các ngươi, chúng ta cũng đã từng hiểu lầm hắn. Nhưng tiểu tử này quả thật có chút cổ quái, việc này các ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ tự xử lý. Hòa Tảo và Hòa Miêu mặc dù không muốn Dương Khai đối địch với sư phụ nàng, nhưng việc đã như thế, Hai người cũng không biết nói gì thêm. Ở bên trong động khẩu, lúc này Dương Khai đang định thiêu xác của tên kia thì âm thanh cười lớn vang lên, ha 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 ha. Hắn nghiến răng nhìn lại, hóa ra chính là lão già kia đang chầm chậm bước vào, tiền bối, thủ đoạn độc ác, không tệ không tệ nha. Với tu vi nhập thánh nhất tầng cảnh, không ngờ có thể chính diện đánh chết một tên tam tầng cảnh. Ánh mắt lão đầu ý tứ nhìn Dương Khai, ngươi mượn ngoại lực sao? Đúng, tiểu tử xem ra có không ít kỳ ngộ chẳng trách tuổi còn trẻ như vậy mà có thể tu luyện tới trình độ này không tồi thân thể cũng rất chắc chắn vượt xa võ giả đồng cấp đã gần như bằng với trình độ thánh vương cảnh rồi hơn nữa trong cơ thể còn có hai ba loại sức mạnh thuộc tính khác nhau không ngờ lại có thể tồn tại chung một cách hoàn mỹ yên tâm ta sẽ không cướp đoạt thứ gì của ngươi đâu mấy thứ đồ chơi đó của ngươi chẳng có bao nhiêu tác dụng đối với lão phu bất quá lúc trước lão phu đã từng nói qua rồi đúng không không ai có thể gây loạn ở nơi này trên địa bàn của ta cái mạng ti tiện của các ngươi đều là của ta, kẻ nào dám cướp đoạt ta sẽ bắt kẻ đó trả giá đắt. Dương Khai không phục hết lên, là hắn động thủ trước. Ta không cần biết ai động thủ trước, một luồng khí đỏ từ trong người lão già tỏa ra bao phủ lấy Dương Khai. Mười hơi thở, nếu ngươi có thể sống sót qua mười hơi thở, ta sẽ tha tội chết cho ngươi. Dương Khai cắn răng chịu đựng sự áp bách và ăn mòn của luồng khí đó, không tồi không tồi. Sau mười hơi thở lão già liền vung tay, khói đen tán đi lộ ra Dương Khai chật vật ở đó. Tiền bối, hy vọng ngài không lật lọng, lật lọng sao? Ha 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 ha, lão giả cười lớn, nhìn bộ dáng này có lẽ lại sắp thành địa ma xe sần hai đây mà. Tiểu tử, không thể không nói tuy năng lượng thuộc tính dương của ngươi lão phu chẳng thích gì, nhưng một nguồn sức mạnh khác thì ta rất thích, xem ra ngươi cũng là người trong đạo này. Mạng sống của ngươi, lão phu nói thì sẽ giữ lời, đa tạ tiền bối. Ngươi đã luyện chế ra một viên đan dược giải khai cấm chế trên người sao? Chính xác. Ngươi có thể luyện chế ra đan dược gì? với công lực của ta hiện tại chỉ có thể luyện chế ra đan dược thánh vương hạ phẩm xem ra ngươi không chỉ chìm đắm trong võ đạo mà thuật luyện đan cũng có trình độ rất cao nha càng nghe lão càng khoái tuy nhiên tiểu tử ngươi phân âm ra hai đường như vậy ngày sau sẽ khó mà xoay sở được hoặc là chuyên tâm võ đạo hoặc là chuyên tâm luyện đan thuật nếu không sau này hai lĩnh vực đều cao không được thấp cũng chẳng xong ngươi hối hận cũng không kịp đa tạ tiền bối nhắc nhở ta học luyện đan thuật cũng chỉ để phụ trợ cho võ đạo mà thôi không nói nhảm nữa lão già vung tay lên một luồng năng lượng bao phủ lấy dương khai sau đó đưa hắn bay về chỗ trận pháp mà lão già ở chờ ở đây không có gì thì đừng chạy lung tung một hồi sau từng đám người cũng đều nhao nhao tới đây dương khai thì vẫn ngồi đó xếp bằng như không quan tâm cuối cùng thì ba thân ảnh nguyệt hy hòa tảo và hòa miêu cũng bay đến thấy hắn nguyệt hy liền tức giận hết lên dương khai ngươi giết lệ vũ ngươi nói cái gì ngươi nghĩ rằng ta không biết ư Vệ Vũ chết trong tay ngươi vào nửa canh giờ trước. Rốt cuộc vì sao ngươi lại giết hắn? Ngươi dùng thủ đoạn âm mưu nào mới có thể giết được hắn? Là hắn tự tìm phiền phức, chết không có gì đáng tiếc. Dương Khai bình thản như chuyện ăn cơm mỗi ngày. Vì sao hắn lại tìm ngươi gây chuyện chứ? Ngươi với hắn không thủ không oán. Lời này ngươi không ngại thì xuống dưới mà hỏi hắn. Ta cũng muốn biết. Đê ưu lắm. Ngươi chờ đó. Nếu có ngày có thể rời khỏi nơi này, ta nhất định bắt ngươi đền mạng. Kẻ nào uy hiếp ta? từ trước đến nay chưa bao giờ có kết cục tốt. Thế thì ta lại muốn xem xem rốt cuộc ta sẽ gặp phải kết cục gì, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Ngươi là một mỹ phụ, kết cục tốt nhất chính là chịu lăng nhục tới chết. Ngươi, sao nào, ngươi chưa từng thử qua mùi vị nam nhân sao, ngon rồi ngon rồi, ta sẽ bù lại tiếc nuối cho ngươi, cho ngươi trở thành nữ nhân thật sự trước khi chết. Nguyệt Hy cố gắng thở ra để cho lòng nàng bình tĩnh trở lại. Ngươi muốn chọc giận để ta ra tay với ngươi sao, ngươi sẽ trả giá đắt vì những lời ngông cuồng hôm nay. Nguyệt Hy tức giận đến điên người, không làm gì được Dương Khai liền ôm ấm ức xoáy người đi, Dương Khai cũng thở ra một hơi. Nhìn qua một bên, Bích Nhã thì đang che miệng cười, Lã Quy Trần thì giơ lên ngón tay cái. Nhìn không ra, ngươi lại là một tên lưu manh như thế, tỷ tỷ phát hiện có chút thích ngươi rồi. Ta cũng thích tỷ mà, lời nói như đã chứa đựng trong tim chuẩn bị sẵn sàng, có cơ hội là nói ra, anh lại lại gạ gẫm rồi. Mồm mép lươn lẹo, có quỷ mới tin ngươi, nói thế nhưng nữ nhân ai mà chẳng thích có nhiều nam nhân yêu thích chứ ở một bên hòa tảo cũng đi đến hỏi thăm nguyệt hy sư phụ người không sao chứ không sao thấy rõ bộ mặt ghê tởm của hắn chưa sau này không được tới gần hắn nữa nếu có cơ hội các ngươi phải thay sư phụ giết hắn báo thù cho sư huynh vâng hòa miêu liếc mắt nhìn đều dương khai nàng không nghĩ dương khai lại như thế hắn chửi sư phụ nàng quá trời quá đất đi thần đô từ một bên giòn rén như một chú thỏ nhỏ đi tới ngươi thành công rồi ư Chúc mừng, không ngờ ngươi thật sự thành công, xem ra huynh đệ đã coi thường ngươi rồi, may mắn mà thôi. Nhìn bộ dáng tươi cười vui vẻ của hắn, ngươi có thu hoạch gì không? Thu hoạch lớn lắm. Trên cơ bản tất cả đều là dược liệu thánh vương cấp và phản hư cấp, thậm chí còn có hư vương cấp, những thứ hai chúng ta thu thập được trước kia đều chỉ là rác rưởi. Hư vương cấp sao? Dược liệu cấp cao nhất rồi đó. Ha 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 ha. Lần này ta phát tài rồi, nếu có thể tìm được luyện đan sư luyện những thứ này thành đan dược Tối thiểu thì trước khi đột phá tới Thánh Vương cảnh, cũng không cần lo về vấn đề đan dược. Nhưng mà một mình ta đã thu hoạch được nhiều như vậy rồi, đám người Tử Tinh và Kiếm Minh Đông như vậy, e là thu hoạch còn nhiều hơn nữa. Nhìn đám người kia đang tươi cười hớn hở, thật muốn giết sạch bọn chúng. Đúng rồi huynh đệ, ngươi tới thật sớm, có biết vị tiền bối kia triệu tập chúng ta đến đây làm gì không? Không biết, quả nhiên các ngươi là bị hắn triệu tập tới, đúng vậy, ta đang đi tìm dược liệu thì bên tai nghe được giọng của vị tiền bối đó bằng không ai dám tới đây chứ, người ở đây đều phân tán ở khắp các ngõ ngách trên cả đại lục, lão có thể dùng thần niệm truyền tin cho tất cả mọi người. Xem ra quả thật là cường giả hư vương cảnh không thể nghi ngờ nữa, thật không biết hắn rốt cuộc có lai lịch gì. Chẳng những chúng ta tò mò, mà người của kiếm minh và tử tinh cũng thế, cứ chờ xem rồi sẽ có lúc tra ra manh mối. Lão già lúc này đi qua lại bên trên trận pháp như tính toán gì đó, sau đó vung tay lên, trận pháp trên cánh cửa từ từ sáng lên. Ha ha ha, thành rồi, ha 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 cuối cùng cũng thành tồi các ngươi tới đây cũng đã được một thời gian rồi ta biết các ngươi có nhiều nghi vấn lúc trước lão phu không có thời gian trả lời nhưng bây giờ thì có thể rồi các ngươi có muốn hỏi gì không tiền bối xin hỏi nơi này là nơi nào lã quy trần chắp tay rè dặn hỏi thăm lão phu chỉ biết nơi này là một ám tinh một ám tinh ẩn nấp trong vực sâu hỗn loạn ám tinh là cái gì tức là một ngôi sao chưa được phát hiện chưa từng được khai phá hiện giờ toàn bộ tinh vực hàng la đều bị vài thế lực lớn chia cắt nhưng một vài nơi vẫn chưa có ai đặt chân đến cũng không có ai dám đi ở nơi đó có lẽ tồn tại một vài ngôi sao đặc biệt những ngôi sao đó gọi là ám tinh mỗi một ám tinh đều có nghĩa là lãnh địa chưa từng bị khai phá có lẽ sẽ có của cải và vật tư kinh người những năm gần đây các thế lực lớn đều ra sức phát hiện và khai thác ám tinh hy vọng tìm ra những ngôi sao đặc biệt nghiêm khắc mà nói trong vực sâu hỗn loạn này cũng miễn cưỡng được coi là một ám tinh dương khai nghe mà chóng váng đổ mồ hôi hột tuy nhiên nghe vị tiền bối này nói thì hình như chúng ta vẫn còn ở trong vực sâu hỗn loạn có lẽ vậy chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra nơi này thiên địa linh khí so với vực sâu hỗn loạn chỉ có hơn chứ không kém à đó là vì năng lượng trong vực sâu hỗn loạn không biết thông qua cách nào à hội tụ ở nơi này mà nơi này cũng chính là một cái lồng giam linh khí lọt vào là không ra được quanh năm suốt tháng tụ tập lại tạo thành quy mô như hiện tại nếu không phải như thế lão phu cũng bằng lòng ở lại đây nơi này là thánh địa tu luyện cơ mà tiền bối nói nơi này là lồng giam sao chẳng lẽ tiền bối cũng bị giam ở nơi này không sai đúng là lão phu cũng bị nhốt ở nơi này hơn nữa đã bị nhốt khoảng hai năm rồi cái gì hai năm khi lão phu bị nhốt thì vẫn chỉ là một tiểu nhân vật thánh vương cảnh mà thôi nhưng hiện giờ ha 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 xin hỏi tiền bối xưng hô thế nào hương tên ta thì không cần nhắc tới dù sao các ngươi cũng không biết được vậy vãn bối nên xưng hô với tiền bối thế nào mới được Quỷ tổ, từ nay về sau các ngươi có thể gọi lão phu là quỷ tổ. Quỷ tổ tiền bối, ngài bị nhốt ở đây hai nghìn năm lẽ nào một đường ra cũng không tìm được sao? Không gian nơi này rất quỷ dị, nó vẫn ẩn giấu trong vực sâu hỗn loạn, chỉ vào những trường hợp đặc thù, nơi này mới mở ra trong chớp mắt. Trường hợp đặc thù là sao? Chính là trường hợp lần trước lúc các ngươi vào đây, ta nghĩ không cần lão phu nhắc nhở chứ. Nhưng trong thời gian quá ngắn ngủi như vậy, lão phu muốn nhân cơ hội trốn ra ngoài là không thể nào lão phu đợi chờ ở đây hai năm lúc trước cũng có một vài người vô tình thâm nhập vào nơi này các ngươi được xem là nhóm thứ ba cũng là nhóm nhiều người nhất hai nhóm trước kia chỉ ba đến năm người mà thôi lúc lão phu bị nhốt được một năm đã tận lực tu luyện nâng cao năng lực của bản thân sau một năm vẫn luôn tìm cách rời khỏi nơi này trời không phụ lòng người cuối cùng lão phu cũng nghĩ ra được một cách quỷ tổ tiền bối nếu thuận tiện thì có thể để vãn bối cũng ta biết các ngươi muốn nói gì lão phu cũng đang có ý này phương pháp này chưa nghiệm chứng thực tế, rốt cuộc có thể rời khỏi đây hay không, Lão Phu cũng không nắm chắc. Cho nên mới cần các người hỗ trợ, nếu thành công Lão Phu sẽ đưa các người rời đi, nếu thất bại, các ngươi cũng không được oán trời trách đất. Các ngươi thấy thế nào hả, xin nghe theo mọi lời chỉ bảo của tiền bối. Kiếm minh ta không có ý kiến, nguyện hành sự theo tiền bối. Tốt tốt, rất tốt, các ngươi đều rất nghe lời, Lão Phu rất vui. Vậy thì không nên chần chừ nữa, chúng ta bắt đầu đi lão già thực hiện khẩu quyết gì đó trận pháp sáng lên những viên đá tinh không bên cạnh cũng sáng rực tỏa ra một nguồn năng lượng bắn thẳng về phía cánh cửa cánh cửa cũng đồng thời mở ra khoảnh khắc lúc nãy là khí tức của loạn lưu không gian nếu cứ kéo dài như vậy mức độ vặn vẹo trong cửa sẽ càng mãnh liệt hơn và không gian trong cửa nhất định sẽ vỡ nát rốt cuộc thì ông ấy muốn làm gì năng lượng bên trong cánh cửa càng lúc càng hỗn loạn tới rồi tới rồi he 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 năng lượng càng ngày càng hỗn loạn sau đó từ bên trong tỏa ra một nguồn năng lượng vòng xoáy thay đổi quỹ tích của cánh cửa. Cái gì? Thông đạo hư không, pháp trận không gian, không ngờ Tiền Bối lại hiểu pháp trận không gian, hiểu sơ sơ, không tinh thông lắm, nhưng khổ tâm nghiên cứu nghìn năm cũng có chút thành quả, nhưng năng lực lĩnh ngộ pháp tắc không gian của lão phu không tốt cho mấy. Tuy mất cả nghìn năm, nhưng vẫn không hiểu rõ sự huyền bí của không gian. Lão già cười nhe hàm răng sắc nhọn, bây giờ đến lượt các ngươi hỗ trợ rồi. Tiền Bối, nhưng vậy không tốt lắm thì phải có gì không tốt chứ? Các ngươi nghĩ vì sao lão phu không muốn các ngươi tàn sát lẫn nhau, vì sao để mặc cho các ngươi tự tìm kiếm vật tư ở nơi này chứ? Nếu không phải các ngươi còn có chút tác dụng, lão phu đã sớm đem đám tiểu bối các ngươi giết hết tế cho anh hồn của quỷ hồn phiên rồi, nào để cho các ngươi ở đây làm càn. Ai dám nói một chữ không lão phu sẽ cho kẻ đó biết lợi hại, vâng vâng. Rất tốt, lão già đánh ánh mắt về chỗ Dương Khai và Đồ Phong, mở kiếp đừng nhìn ta, đừng nhìn ta đang sợ hãi thì đúng là lão già chỉ tay thật, ngươi, tiểu tử ngươi tới đây, chết tiệt. Tiền bối người nói ta ư, chắc không phải nói ta chứ, là tên bên cạnh ngươi đó. Dương Khai giật mình, tại sao là ta chứ, nơi này nhiều người như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác đều chọn ta. Tiểu tử ngươi trông có vẻ không an phận, vì ta nhìn ngươi không vừa mắt đấy được khum, hừ hừ. Tiền bối, tiền bối tha cho ta một mạng, ta cam đoan về sau ngoan ngoãn, về sau cái gì, không có về sau. Ha ha ha, tiền bối anh minh nguyệt hy một bên thấy dương khai gặp họa thì đắc ý tiện tỷ ta nhớ kỹ ngươi rồi để anh khai thủ thì kiểu gì cũng ăn trái đắng cho mà xem dương khai bị năng lượng của lão già hút lên bên trên trận pháp tiểu tử ngươi cũng không nên từ chối ngươi vào điều tra tình hình nếu có thể còn sống trở về thì không gì tốt hơn nhưng không về được thì cũng đừng oán trách lão phu nhé tự cầu phúc đi lão già kéo lê dương khai định ném vào thì đợi một chút gì nữa lão già khuôn mặt có vẻ khó chịu Tên này có vẻ càng ngày càng lắm chuyện rồi. Dương Khai vội vàng lên tiếng. Tiền bối chỉ cần ta đi điều tra tình hình bên trong đúng không nào, không sai. Vậy làm thế nào là quyền tự do của ta, mong tiền bối giúp đỡ, để ta tự dùng cách của mình. Hả, ngươi muốn dùng cách gì, ngươi phải hiểu trước mặt Lão Phu mà giờ chờ cũng vô dụng, vẫn bối không nghĩ như vậy. Muốn bao nhiêu thời gian đây, Lão Phu cũng không có kiên nhẫn mà chờ ngươi. Không cần chờ đợi, Dương Khai xếp bằng xuống, tinh thần tập trung, xuất hiếu từ bên trong thần thể hắn bay ra một luồng thần hồn lơ lửng đây là linh thể thần hồn sao toàn trường kinh ngạc ô tiểu tử ngươi tu luyện bí pháp cổ quái gì thế sao lại có được hai linh thể thần hồn phân thần chi thuật bí pháp này ở trong truyện chữ thì là vào lúc dương khai mở ra trang sách thứ 6 hoặc 7 gì đó còn trên truyện tranh thì cũng chưa thấy nhắc đến thú vị thú vị tiểu tử ngươi thật khiến người ta kinh ngạc đấy thứ này buộc phải tìm được một bộ thân xác tương tự mới có thể phát huy hết uy lực nếu không chẳng có tác dụng lớn gì cả luồng thân hồn của dương khai bị lão già túm lấy ném vào trong cánh cửa mọi người xung quanh liền tập trung nhìn xem phản ứng tiếp theo sau một hồi lâu thân hồn của dương khai bị cánh cửa ném bay ra ngoài luồng ý thức của lão già gắn trên người dương khai cũng bay ra theo tiền bối phân thần của ta không thể dùng nữa đã đến bờ tan vỡ rồi ừm ngươi làm không tồi đi phục hồi đi tiền bối lần sau nếu còn có loại chuyện này thì đừng tìm ta nữa đấy xem tâm trạng đi xem tiểu tử ngươi có thành thật không dương khai khó chịu rời đi các ngươi cũng đi đi đừng đi quá xa lúc cần ta sẽ tìm các ngươi vâng may quá không cần tiến vào tốt quá rồi mọi người đều thở phào một hơi dương khai và thần đồ thì điên cuồng chạy khắp nơi trong khu rừng dương khai khó hiểu dừng lại sao vậy tiếp tục chạy đi chứ ngươi muốn chạy đi đâu không biết có thể chạy bao xa thì chạy ta cũng không mong muốn bị hắn nhắm chúng vào trong cái lỗ đó sống chết không thể nắm chắc ở đây hắn chính là chúa tể ngươi chạy đến đâu hắn cũng có thể tìm thấy ngươi có điều huynh đệ à vừa rồi xin lỗi ta cũng thực sự không thể làm gì được không thể thay ngươi phân ưu không sao là ta tự làm chút chuyện bị hắn nhắm chúng ở trong hư không thông đạo đó ngươi rốt cuộc đã gặp phải thứ gì ta không rõ lắm chỉ có thể nói với ngươi với sự hiểu biết của quỷ tổ với pháp tắc không gian ai vào đó thì người đó chết vậy hắn còn nghiên cứu cái gì nữa chứ hắn bị nhốt ở đây hai ngàn năm đương nhiên là muốn rời khỏi đây có điều chỗ này đối với chúng ta mà nói lại là thánh địa tu luyện, hắn có thể ở đây để thăng thực lực đến hư vương cảnh, nhất định có liên quan đến hoàn cảnh tu luyện nơi này. Nếu có một ngày hắn hết hứng thú với pháp trận không gian NNUA không muốn rời khỏi đây nữa, đó mới là tai ương chân chính. Thần đồ nghĩ tới nụ cười chết chóc đó mà dùng mình, huynh đệ ngươi đừng có dọa ta. Lấy tinh khí và tính cách của hắn, mọi người chỉ có thể sống không bằng chết. Tiếp theo ngươi muốn làm gì, không biết nữa, đợi chết sao. Còn ngươi thì sao, tìm nơi nào đó bế quan tu luyện. Sao ngươi chẳng lo lắng chút nào thế? Dương Khai vẫn thờ ơ như không có chuyện gì làm cho thần đồ cũng cảm thấy đỡ hơn một chút. Vậy ta cũng tìm chút chuyện làm vậy, hai, cả ngày thấp thỏm thật sự khó chịu. Dương Khai liền truyền âm cho quỷ tổ, "Tiền bối, ta phải đi đến sơn động mà ngài tìm thấy ta luyện đan đó để tu luyện, được không vậy?" "Đi đi, tạm thời không cần đến ngươi." Đa tạ. Hết tập 35 review, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé nhớ để lại ý kiến bên dưới để muội hoàn thiện hơn ở những video sau ạ. À. Lần nữa cảm ơn mọi người đã quan tâm tới sức khỏe của muội trong vài ngày qua, yêu yêu cả nhà, chu cà mo, chụt chụt.